Xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn cụ thể của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất, nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết được nợ. Vì cứ trả hết cái này thì cái khác lại xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 hãy yên tâm, bởi vì đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 3 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước kia nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đề nhà. Tuổi Giáp Ngọ trong tháng 3 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần đến mấy cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật kiến thức mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng vào theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ, tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sa trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt đẹp. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng nhanh chóng kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ tháng 3 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước đây, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, gặp bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, người tuổi Giáp Ngọ cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù đã về hưu nhưng vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn thậm chí là còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử trước khi nói hoặc làm việc gì, nên cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy, hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có một cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn rắc rối đang gặp phải. Năm Nhâm Dần, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này, tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn, song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần phải hết sức cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Giáp Ngọ nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người sinh năm 1954. Gia chủ cần phải tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Các quý gia chủ tuổi Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Giáp Ngọ không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.